Xin chào các anh em, hôm nay chia sẻ với các anh em là hôm nay TS Mobile nhận được một cái ca rất là đặc biệt. Đó là một cái anh khách hàng là anh dùng chiếc Vertu chính hãng độ vỏ, và anh ấy đã không biết là cáu giận gì với vợ con hay là với đối tác mà anh ấy đập cái điện thoại tan nát lên, vỡ tan nát như thế này. Màn hình thì vỡ vỡ hết cả mặt kính. Đấy, bên trong cũng vỡ hết cả màn hình rồi. Nhưng mà những chiếc Vertu này thì TS Mobile sẽ phục chế lại được anh em nhé. Yên tâm là vỡ hỏng thì vẫn phục chế lại được. Đây, cái khung này anh em có thể thấy nó cong veo lên luôn này. Cong hết cả lên khung này. Lúc anh khách hàng anh mang đến thì điện thoại nó cong veo lên này. Cong như là một cái quạt luôn. Đấy, ở đây còn mất cả một cái hàng phím nữa này. Ngay cả cái khung này cũng anh em cũng có thể nhìn thấy nó cong như hình chữ C luôn. Nhưng mà những chiếc Vertu này sẽ được phục chế lại. Bên trong là gãy linh kiện, cái chân sạc gãy hẳn ra này. Hát tan tành ra. Công nhận là anh trai này tay cũng khỏe, đập thế nào mà cong máy mà vỡ bung bét như này, công nhận là tay anh cũng khỏe thật đấy. Nếu mà anh em mà có gặp, nếu mà anh em mà có rơi vỡ điện thoại Vertu chính hãng hay Vertu chính hãng độ vỏ hay là có đập như này thì cũng yên tâm không lo nhé, thì mang đến TS Mobile chúng tôi sẽ nhận phục chế lại để anh em vẫn có điện thoại dùng. Anh em có thể liên hệ qua số điện thoại của chúng tôi, qua số điện thoại 0965096886 và kết bạn Zalo số điện thoại 0965096886, địa chỉ là 64 ngõ 39 phố Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.